các bạn, hôm nay mình sẽ cho bố tắm. Hôm nay cho bố tắm để mà ốp. Đây mình sẽ đi cho bố nha. Đây bố đang đây chưa nào nhá. Chúng mình phải trông cừu nhá. Mấy thằng nữa kia bảo mà đi mò bữa chạy thế mà nó đi về vừa xong hả? À bố kia, bố tân nhảy kia. Em quay video mò sai. Đây nhà ông Thủy. Đoàn kia nhà ông Thủy. Hay là chúng nó nghịch về không có. Nó chán thì nó chán. Nó bảo là mò không có cả. Đấy, ui đấy, xuống phát được đây. Đã chết. Chơi gì chơi chưa? Đây là nước sâu nhưng mà nó đá. Nhìn thấy bố không? Nhìn thấy bố. Mày thông ra, rôm ra. Có 30 phút bố ra ra chưa? Nếu mà bố ra chít ra chưa thì mình sẽ quả chán khắp mọi nơi. Toàn xe thối. Quay cho bố mà. Đâu, quay bố ở đâu? Bố mày nhìn thấy đâu? Bố mày về bố mày về tí. Nó quay video nó thế thôi. Ừ. Sao nó thế rõ? Tại vì đi chứ khỏi bé phải quay bé. Đây tôi bóng. Thế hôm nào hồi lại kia bảo ấy đi bắt một bữa mà nó kêu nó về nó bảo không có. Hay là tình yêu chỗ ăn thế ra mỗi đám kia. Đây là tình yêu chỗ này. Khá là to. Ê, chai to lắm. Lội xuống mà mày chiếc chiếc ấy thì. Nhật đứng chỗ này, đứng này nó gần. Đứng quay gần nó mới rõ. Đứng xa quá không rõ. Lâu lắm điên học bơi à? Bơi đi. Vâng. Sao? Lâu mà. Cô bơi. Nắm chai lắm. Nhiều thật. Đi xuống gì đứng chỗ miệng này kìa, quay nó mới gần, nó mới nét được. Nó đứng xa ấy, mày mò phải sâu cái tay xuống, con trai là ăn sâu gì đấy. Nó mò bằng chân. Thế thì cũng mò bằng chân thì cũng ăn lắm. Cô không cho gì để đứng ốc à? Nhiên với cái túi bóng này hả? Bóng ở đâu hả? Ba con rồi. Trăm con này cũng được bữa. Mày bấm quay chưa đây? Bấm quay rồi. Bấm quay rồi à? Thôi tắt đi, tí nữa thì ấy. Bây giờ quay. Ý tôi. Vậy ý tôi. Điên ấy đi để nhặt ốc vào. Đây để tìm. Điên chưa bóng. Đây. Bà chắc đi. Với bố quay nhiều chắc bà mới chết chứ. Quay ít. Làm sao mà chắc bà chết được. Đi về lấy trọng. Đi xe về. Thôi lấy chậu nó dễ hơn, mình phải cầm. Đi về đây. Để lấy cái chậu thì dễ hơn. Ốc nhỏ. Chắc phải ra cái bờ sắt kia mới có. Ta xuống đây á. Ta hạ xuống đây á. Đây ra bờ này, ra ngày xuống này. Không cần. Này rồi rơi máy xuống thôi. Thì được mà ăn lắm. Bảo xuống đây bơi bố không? Nghe mẹ quay. Bảo quay bảo không lần bảo không cho cha màn hình xuống đấy nhá. Xin chào các bạn, hôm nay bố đi chưa?
chưa ấy kia chưa mò tá bật xuống luôn nhở đằng kia lại chết rồi đằng kia ai ăn ra đấy cái chỗ tốt tốt này ơi mày hai cái lũ này mày để chết đấy nhá gì sao cái chỗ lạ cũng hai năm nhám nhám mình đằng kia ai liền đâu vậy đi lên xem đi đưa nào khi nào ra bạn bây giờ mình chân dậy xuống đây mày nhảy xuống đây lông lắm lông lắm lông kia xuống không thế nào lại là bà bắt trai ở đâu ở du đồng thì đâu nhiều lắm rồi không du đồng à ở trong làng du đồng ấy kìa làng du đồng mà phải có người đâm chết người chết đồng con này cân chết thì lại bị cô đâm chết luôn tục con người chết đấy. Ôi giời, không biết à? Bố cháu chỉ đi xuống xem thôi. Về chưa? Xuống về suốt từ lúc 1 giờ. Mãi lúc 2 giờ bác Nga bác lên đây chơi với bác nói chuyện thì biết là lúc bị lúc 1 giờ thì bây giờ đi ra thì họ về rồi. 11 giờ. 11 giờ ra. 11 rưỡi là 1 giờ, 11 rưỡi là bị rồi. Tám ba giờ rồi. Không biết là thằng ô tô sai, thằng xe máy sai. Không biết là xe rượu gì không? Đúng kìa. Bố cháu bảo là... Phải đuổi đi. Bố cháu bảo là chết đầu. Ôi. Không hỏi xem là thằng xe máy sai hay thằng ô tô sai. Biết ngay gì nghiêm nọ. Công an ấy ngay. Không biết. Công an về ngay. Bảo là không biết, chưa biết được thằng là sai. Bước lắt đầu. Nhậm chè thôi, mẹ đi ngủ ngáo quá. Đâm vào cái ấy vào cái cánh xe ấy xong là ngã ra thì là cái ngã ra thì cái ô tô này nó đang bon rồi, nó bon còn đầu. Mất chậu đây. Mày liêng phát đây tao nhà. Nhớ đây đừng đi thôi. Xuống ngã đấy. Cái này nó có 30 củ. Mày cứ đi thôi. Nó có 30 củ. Mà có cân đâu rồi, đã có vợ chưa? Chắc có rồi, 30 tuổi chắc có vợ rồi. Có vợ con rồi. Đi đây. Mạnh lên. Đúng rồi. Vừa ấy rắc. Chị đang dưới này không biết. Mưa thì không có đi ba.